Anh thử đi. Anh em Apple à? Toàn chơi điện thoại à? À điện có đúng Apple à? Đánh chơi biết là chơi Apple và MacBook à? Đây các bạn nha, đang thay cái bóng đèn trần LED này. Đây là chiếc mui em rồi mà thì à? Các bạn nha, hôm nay thay bóng đèn trần LED nhá. Thường thường của nó là bóng dễ đốt. Hôm nay mình thay cái bóng LED cho nó căng đét luôn. Tụt con mẹ luôn này, vãi lồn. Chú tiện Hà này. Đấy, căng không bạn? Đẹp căng quá. Rồi, 12 đây nhá. 12 đây nhá. Tối. Anh thử cắm con kia thế nào. Hay là ai bảo con? Anh thử thay con kia thế nào. Thử thay con kia thế nào. Đi nhau. Không, cái con kia kìa, con này dẹt đấy, ông nói. Vậy hả? Đúng rồi, em lớn này dẹt đi. Đây, đang thay bóng lên trần các bạn nha, cho thành LED luôn này. Đấy, anh em đã full LED rồi thì tất cả mọi thứ đều phải LED hết. LED thì nó sẽ sáng hơn. Nó bê nó đổi mát xấu chứ. Đổi mát xấu kinh nhé. Đấy to rồi. Anh cậy đầu ấy, nó không bị gãy. Đấy. Đấy đang test thử hai loại LED các bạn nha, LED 12V. Anh dí thử luôn. Quên của anh đảo đầu. Đấy, anh đảo đầu rồi. Lại đảo đầu. Con này mày đảo đúng đầu các bạn nha, nó mới sáng nha. Đấy. Thế con kia mới con kia 24, con kia 24 rồi anh ạ. Con mẹ. Con này 2, con này 12 cái, con kia 24 anh ạ. Đấy các bạn căng không? Kinh kinh khủng luôn. Đấy, hôm nay cho các bạn TikTok cắm qua chiếc xe của anh Khánh nha. Đấy, biển danh của anh Khánh rất là căng nét luôn. Đấy, trời bắt đầu tối rồi các bạn này. Đây các bạn này. Đấy, mình đã thay cho anh trai xong rồi đèn trần các bạn nhá. Sáng căng nét luôn. Này, soi từ 500.000 để căng nét các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn này, các bạn nhìn thấy kinh khủng không? Đấy, ok cho anh em, quá tuyệt vời luôn. Đấy, làm sao mà thiếu độ phát ra. Các bạn thấy không, xe hôm nay quá sáng luôn. Quay cho các bạn xem toàn cảnh các bạn nhé, siêu phẩm. Siêu phẩm của anh Khánh luôn, các bạn thấy không, đẹp căng luôn. Như ban ngày luôn. Nó mua cảnh được không? Thế à, bán luôn anh bán à? Vừa mới lắp quay rồi. Quản quyền hả anh? Cái này bao tiền anh Khánh? Quay mua 3 triệu anh, cả đôi hả anh? Cả đôi hả anh? Cái này vẫn là composite này, nhôm các bạn nhá, nhôm nhìn nét thật. Đích quá các bạn ạ. Đấy, quả cản thông 3 triệu các bạn nhá, một đôi nhá. Càng nét anh nhờ, đúng là đẹp thật. Nhờ công nhận họ đóng cái cản này đẹp thật. Nhìn một quyền mà. Nhưng mà chỉ bỏ mỗi chút quyền auto đi thôi. Đi à. Cái đầu phô này làm như này hả anh? Cả cái này quay ra sao điên như anh lắm nhờ. À thế bảo sao em nhìn thì nó lạ, bảo sao em nhìn nó phát nhìn không điêu thế. Ok các bạn nhìn được, tuyệt vời các bạn. Đấy, triệu like luôn các bạn nhá. Like các cứ các kiểu luôn các bạn nhá. Đấy, khóa điện các thứ này các bạn này. Đấy, nói chung là con này đầy đủ hết rồi, full đồ rồi. Đấy, mỗi lần mà mình up cái video xe của anh Khánh lên thì nhận được rất là nhiều bình luận luôn. Thay đổi mẫu mã liên tục các bạn nhá. Đấy, anh em chơi xe là yêu như vậy. Đây, cái bộ này lằng nhằng nó phải rơi tầm khoảng 20 triệu. Bao nhiêu em? 20 triệu cả lốp cả la răng luôn. Đấy các bạn nhá, 20 triệu các bạn này. Đấy, các bạn thấy kinh khủng không? Đấy, đúng rồi các bạn. Nhìn nó đẹp thế này cơ mà, bảo sao anh em không xuống tiền. Chạy có sướng hơn không em? Nó bám đường hơn à? Chạy vẫn 60 phút một giờ. Đấy các bạn thấy không? Kinh khủng không? Quá đẹp luôn rồi các bạn. Căng đét luôn. Đấy các bạn thấy không? Cửa này bên nhà mình có hàng rồi các bạn nhá. Các bạn ủng hộ mình nhá. Đấy, anh Khánh nhìn sao cao thế. Sao anh đẩy cửa này lên cao vậy anh? Anh nhìn cao nó quen rồi. Đây anh. Đấy, mới đét luôn các bạn này. Giá ngay rồi anh em bạn ơi. Kinh khủng luôn, quá đẹp luôn các bạn đấy đúng không? Tuyệt vời luôn. Quá là đẹp luôn. Đấy, mình đang ngắm cho các bạn toàn cảnh các bạn nhá, ngắm chiếc xe của anh Khánh nhá. Đấy, hôm nay lên rất là nhiều đồ. Hôm nay thì anh ấy mới lên cái cản thông các bạn này.
Hôm nay mới lên Cản Thông này các bạn này. Mấy cốc anh, mấy cốc anh? Anh em 50 thôi. Ok, thank you anh nhiều nhá. Thank you anh nhiều luôn. Xe rất là đẹp luôn các bạn ạ. Siêu phẩm. Rất là mai luôn. Tuyệt phẩm, con này nó là tuyệt phẩm. Lan đột biến luôn. Thank you anh em rất là nhiều luôn nhá. Ở đây anh em nhớ ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038 các bạn ạ. Thank you mọi người rất là nhiều. Anh em nhớ điện thoại cho mình, nếu mà mình bận thì các anh em nhớ điện thoại cho mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.